Năm nay là năm thứ 3, cô bé đã vừa tròn 14 tuổi, nhưng mà nhan sắc của cô cũng đã được tổ cho nên sáng rực sân khấu và đặc biệt với rất nhiều những tài năng gắn liền với nghệ thuật. Cô có thể là một diễn viên, là một người mẫu, và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức cô gái trong tiếng hát của một ca sĩ qua mashup các bài hát với chủ đề Một Vòng Việt Nam. Luôn xin mời tất cả quý vị cùng chào đón ca sĩ tuổi teen Ái Khanh. Một tràng vỗ tay lớn lên bà con mình ạ. À. Em kêu hả? Kỳ trung rất là xa xa, mà hôm nay đều sẽ trong giá đồng. Kỳ trung tất tình lấy đánh con cá tươi mà dần cười vui. Wow, quá tuyệt vời. Cho nên là bà con vỗ tay quá nhiều cho Ái Khanh. Dạ, con Ái Khanh xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin được cảm ơn các bạn của Vũ đoàn Đại Dương đã làm cho bài hát này quá chừng là sôi động và tràn đầy tình yêu quê hương đất nước. Xin được một lần nữa cảm ơn cho Ái Khanh. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa bà con ơi, lì xì cho Ái Khanh và Vũ đoàn Đại Dương.
Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta tạm biệt với một cô ca sĩ trẻ nhí xinh đẹp và vô cùng tài năng. Chúng ta cũng lại chào đón một ca sĩ trẻ nhí nhưng mà hơi qua tuổi nhí rồi, và đặc biệt là có một giải thưởng rất quan trọng trong sự nghiệp ca hát của mình, đó là quán quân solo cùng Bolero 2021. Và chàng ca sĩ trẻ này gửi đến một tình khúc rất già của nhạc sĩ Lâm Phương, ca khúc Phút Cuối. Và một tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón quán quân solo cùng Bolero, nam ca sĩ trẻ Trường Sang. Một tràng vỗ tay thật lớn. Lần đầu tiên thì cho phép Trường Sang xin gửi chào đến tất cả quý cô chú anh chị đã có mặt trong cái ngày lễ vía bà ngày hôm nay. Và sau đây thì xin phép được gửi lời ca khúc Phút Cuối, một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương. Xin được cảm ơn Trường Sang với tiếng hát quá là ngọt ngào so với độ tuổi của con. Và chính vì vậy mà bạn xứng đáng là quán quân của solo cùng Bolero 2021. Dạ, trước lượt cho con xin phép chia sẻ vài câu. Thật sự là ngày hôm nay được về với lại Châu Đốc thì con rất là vui. Tại vì năm nào con cũng về đây để con được hát dâng lên bà này, cũng như là được hát cho tất cả quý vị nghe. Thì hôm nay con rất là mong được hát nhiều. Nhưng mà tại vì ở trong còn rất là nhiều các cô chú anh chị ca nghệ sĩ lớn tuổi đang đợi được ra để hầu quý vị. Thì thôi cho con mạn phép và cáo lỗi ngày hôm nay. Có ngày mai con còn hát nữa thì có gì ngày mai con hát bù nha. Cảm ơn vì rất nhiều ạ. Vâng, xin được cảm ơn Trường Sang. Kính thưa tất cả quý vị.